Sau đây ta sẽ đi vào bài biệt tình. Ở cái bài biệt tình này, cũng như Dương đã nói với các bạn ở phần đầu bài, đó là kỹ thuật dành cho sáo và để chơi sáo thì không nhiều đó, nhưng mà ta có thể sử dụng ở những các cuộc giao lưu hay là tặng cho những người thân, bạn bè, những người yêu mến thì nó cũng tương đối hiệu quả. Câu đầu tiên: son, la, đô, la, son, mi, son, la, son, mi. Đó, ta sẽ chia nhỏ nó ra: son, la, đô, la, son, la, đô, la. Đó, nốt son đầu tiên các bạn lấy từ mi lên thôi, đơn giản như vậy. Nốt la thì ta hơi nhấp nốt si một chút, si la, nhưng mà không đánh lưỡi nhá, chỉ đánh nữa vào nốt mi đầu tiên thôi. Đó, nhưng mà thật nhanh, thật khéo. Chỉ có nốt la là ta lấy nhá. Mi son la đô la son mi son, rồi kéo đến nốt la, rồi lấy lại đi xuống nốt mi. Sáo si bình nhá. Tiếp nè: son la đô la son mi re re. Bài này thì rất dễ thôi. Tiếp: đó, nó son đầu tiên cũng vậy, cũng lên từ mi lên. Mi son lấy rồi là mi re. Son non mi re. Tiếp: đô mi son la. Đó, đô được bạn lên từ re xuống. Mi thì từ re lên. Nốt la cuối cùng thì từ son lên. Đó. Nốt đô từ re xuống. Đô xong lại luyến lên re mi. Sol la sol. Đó. Tiếp: son la đô mi son mi re mi re. Nốt son này cũng từ mi lên. Câu tiếp theo thì ta gần như là quay lại thôi, đó là son la đô la son mi son la son mi, son la đô la son mi re re, đô mi son la son đô mi la son. Đó, giống như có khác si la đô son mi son đô đô đô. Để chơi tiếp cho đến đoạn đó thì ta dừng lại. Đơn giản, rất bình thường. Đó, si la đô son thì đến son ta mới đánh lưỡi. Đánh lưỡi là si này, la này, đô này. Đó. Đánh lưỡi là si này, luyến xuống la này, lên đô này, xong rồi đánh lưỡi là son. Mi son đô đô, thì nốt đô thứ hai ta lấy về. Cả cái
ngón trỏ là của tay trái để lại và ta lấy lên. Đó, tiếp đến đoạn điệp khúc. Đô 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 đô. Đó, 1 2 3 4, 4 nốt đô này. 4 nốt đô đầu tiên của cái đoạn điệp khúc này các bạn tùy các bạn thích lấy vào nốt đô nào cũng được. Cả 4 nốt đô cũng được nhá, lấy rền hoặc là cách ra. Hoặc là đó tùy ta. Mỗi người cách xử lý khác nhau, chơi sáo là chúng ta phải sáng tạo, phải thật sáng tạo ra mỗi người một cái phong cách khác nhau. Có thể mình bắt chước cái câu này, bắt chước cái ngón này của người khác. Nhưng mà mình sử dụng một cái bài khác của mình thì mình làm cái của riêng cho mình. Không sao cả, tùy các bạn có thể sáng tạo ra. Không nhất thiết là phải chơi đúng cái bản demo hay chơi đúng một người bạn của mình thổi hay ai đó thổi, mình bắt chước đúng như hệt như vậy, miễn là mình cảm thấy hay thôi. Mi thì re lên. Tiếp mi 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 thì nốt mi đầu tiên ta lấy từ re lên. Mi cuối cùng thì ta lấy chính cái ngón mi luôn. Đô mi son, đô rê mi son, mi rê đô, đó lại lấy lên. Mi son, tiếp đô la thì nốt đô đầu tiên từ la lên, xong nốt la thì lại từ đô xuống. La đô, đô la. La đô, đô la, đô la. Mẹ son lấy xuống phà. La đô, đô la, đô la. Son phà. La đô la son la đô son đấy. Thì đấy nốt son này ta lấy từ la xuống cả câu dài này. Đó. La đô đô la đô la son fa son la đô la son la đô la son. Đó. Fa mi re thì son người ta luyến từ fa lên, luyến lên xong lại lấy rền trả lại, đó lại xong mi thì từ fa xuống, đó re son fa re mi. Trở lại đô 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 re mi đô son mi. Son fa mi re. Đó, re son fa son. Đến
son fa mi son thì các bạn la son fa son. Đánh nhớ con la và son fa son. Xong lại. Xong lại son đô, la son fa son, son đô. Đó. Xong lại son la đô la son mi. Đó là toàn bộ cái bài này, chỉ có vài câu như vậy thôi, rất đơn giản đó mà rất hay, rất tình tứ mà nó không lên những nốt cao quá, chỉ có mỗi lên mỗi nốt đô là cao thôi, là chúng ta có thể rất dễ dàng để chinh phục cái bài này đó. Mong các bạn chơi được tốt được cái bài biển tình này để tặng cho những người mình yêu thương. Xin chào và hẹn gặp lại.